32. Anh Hà Ngọc Lưu TH18. Anh Hồng Văn Công TH01. Chị Nguyễn Thị Hà TH01. Chị Trịnh Thị Hồng TH01. Xin mời tất cả các anh chị có tên như này nhanh chóng di chuyển lên phía trên sân khấu để nhận bằng khen từ phía ban giám đốc công ty ạ. Và ngay sau đây xin mời những anh chị sẽ chuẩn bị vinh danh anh Nguyễn Văn Thọ, chị Nguyễn Thị Lan Anh, anh Mai Thế Danh, anh Nguyễn Thanh Tỏa, chị Nguyễn Thị Hằng và anh Lê Văn Trường sẽ chuẩn bị vinh danh. Và sau khi MC xếp sướng tên thì xin mời các anh chị sẽ di chuyển thật nhanh lên sân khấu. Và xin mời các anh chị hãy đứng sát vào nhau ạ. Và chúng ta hãy nở một nụ cười thật tươi để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời của các anh chị tư vấn tài chính xuất sắc của chúng ta. Một kết quả kinh doanh rất là tuyệt vời dành cho những anh chị tư vấn tài chính, có những anh chị tư vấn tài chính mới gia nhập cùng.